Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ, viết tắt là NHTSA, cho biết Tesla phát hành bản cập nhật phần mềm cập nhật từ xa OTA để giải quyết vấn đề. Lệnh triệu hồi này ảnh hưởng đến các xe Model S 2021-2023 và xe Model X trong bối cảnh các xe này không tuân thủ một số tiêu chuẩn an toàn liên bang về bảo vệ an toàn bị động. Tesla triệu hồi hơn 2 triệu xe tuần trước trong đợt triệu hồi lớn nhất của hãng, bao gồm gần như tất cả các xe đang lưu thông tại Mỹ. Tesla cho biết việc triệu hồi được thực hiện nhằm lắp đặt các thiết bị bảo vệ mới trong hỗ trợ lái tiên tiến Autopilot sau khi NHTSA viện dẫn quan ngại an toàn.